Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng một tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Gửi lời chào đầu năm cả các học viên trong lớp cũng như trên online nha. Hỏi thầy có khỏe hay không thì qua cái mùa Tết thì có vị trụ trì nào mà khỏe không? Thứ nhất là bận rộn rồi, chùa chiền Phật tử tới rồi tiếp rồi nói chung ngày qua rồi thì dường như sức khỏe nó cũng hết hơi, cũng có cũng đỡ nhưng mà muốn bệnh nhưng mà không dám bệnh. Nghe nói chiều nay có lớp dạy cái tự nhiên hết tỉnh luôn. Thì với học viên có khỏe không? Đầu năm này có cũng mà lớn tuổi hết rồi đâu có ai lì xì đâu phải không? Mình có lì xì cho người khác thì có chứ. Thì cứ đếm đính đi thì người nào nhỏ nhất thì lì xì cho cái người đó trong lớp mình nghe tính coi ai là người nhỏ nhất thì dồn hết cho người đó. Thì giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài vở. Quý học viên làm bài hết chưa? Hết rồi phải không? Thì nãy có một người nói là thầy khỏe không có làm bài. Trời ơi, thầy ngồi thì chấm bài hết chưa cả mấy chục vị phải không? Mà thầy chấm kỹ lưỡng chứ đâu phải thầy đọc sương sương quẹt quẹt nó không có. Hôm nay ra được sao chấm dài dài thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái trang sao qua mùa Tết này tự nhiên mắt lại mờ. Ok, chúng ta sẽ chắc vậy, hôm nay ngồi coi computer suốt ngày tại vì
cái bài học của lớp ta, thầy cũng phải tốn thời gian chút. Tại biết sao không? Mặc dù nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà thầy bỏ qua đó thì nó uổng cho quý học viên. Cho nên thầy đúc kết để thầy giảng. Thứ nhất, hai nữa thì có nhiều người hỏi tại sao quý thầy kia học trường bộ, trung bộ gì có cái dàn bài, có cái đề cương. Thật ra đó, cái đề cương đó các vị ôn hòa thượng người ta đã soạn sẵn, cho nên quý thầy cứ theo đó mà giảng dạy. Còn cái môn này nhá, vốn không có ôn nào soạn sẵn, ôn tệ sĩ dịch ra thôi, thì thầy theo đó mà thầy giảng. Thì thầy cũng thấu lộ cho quý học viên là thầy đầu tiên là thầy thấu lộ rồi. Lần đầu tiên tiếp xúc với cái môn này thầy với học viên đồng nhau. Nhưng mà sở dĩ thầy đảm nhiệm nổi là bởi vì cái vốn Phật học của mình nó có sẵn, cho nên khi mình nhìn vô mình đọc cái gì thì mình triển khai. Nhưng giả lại thì triển khai chỉ có 1/3 thôi, còn 2/3 thầy để lại, gặp cái gì gì đó thì thầy mới triển khai thêm. Còn nếu mà thầy triển khai rộng hết thì nhiều khi có nhiều người không có nắm hết thì nó cũng uổng thời gian, phải không? Cũng như hai cái trì hôm nay là nhập định. Sao cái nhập định nó là cái gì ạ? Trang 50, 51 của sao? 52 à? 52. À, cái trang nó nằm dưới này. Rồi, 51, 52. Okay. Thì cái trang này á, thì chúng ta sẽ đọc cái chánh văn trước ha. Thì giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Giới ở đây là không phải là giới lực, giới ở đây là cái khoảng cách, cái nhập hoặc là cái phạm trù, cũng như là dùng rộng đó, rất là rộng, cũng như là pháp giới hay là ba giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng là cái giới đó. Cho nên cái giới ở đây chỉ cái từ rất là rộng, cho nên chúng ta hiểu cũng như lục căn, lục trần, 18 giới. Cái giới ở đây nó kiểu nhị, cho nên nó không có giới hạn cái nghĩa cụ thể để chúng ta hiểu là một cái gì đó nhập vào một gì đó, hay là chỉ cho một cái phương hướng xứ sở, nó cũng có thể ảnh hưởng đến đây. Cho nên lại có hai pháp, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Đó. Thì thế hỏi thế nào làm giới thiện xảo? Đó. Đáp, như có bí sô, thì bí sô ni là cái chỉ cho các vị tỳ kheo. Thì thường thường trong cái danh từ này chúng ta chỉ đọc kinh Dược Sư chỉ mới thấy được cái danh từ này thôi. Và có một số thì lại sau này dịch kinh Dược Sư thì không có để danh từ này, để một cái danh từ tỳ kheo hay để gì thì nó không có hay. Nghe cái từ bí sô nghe nó cũng cảm thấy nó cũng rất hay hay nó cũng lạ lạ, cho nên mình cũng nên dùng để phổ biến ha. Thì nên thấy biết 18 giới có là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, thị giới, hương giới, thức giới. Thì cái này nó đề cập giới rồi cộng thêm thức, nên những cái lớp như vậy đó nha. Thì tạo thành đó, thì đọc cái này nó mất thời gian quá. Thì thân thức giới, cho nên 6 giới này cộng vô là 18 giới. Thì trong vấn đề này thì lại nữa như thấy biết về 6 giới. Thì bây giờ nó liệt kê những cái danh từ Phật học. Đây là những danh từ Phật học cũng là pháp số đó. Pháp số là ví dụ giờ lục căn, như lục căn là danh từ, thì mới đầu từng căn đó là pháp số. Cho nên người học Phật á, học hiểu danh từ là một chuyện, mà phải nhớ pháp số là một chuyện nữa. Cho nên á, những người giỏi người ta thường hay chú giải danh từ gọn gàng ha, rõ nghĩa, và cộng thêm thuộc lòng về cái danh số
À, thì chúng ta pháp số cũng là danh số. Đây là thường thường mình đọc để dùng từ cái danh số cho nên những người giỏi như vậy, cũng như nói về thầy của thầy là sư phụ và thượng thiện nhân là hiện giờ đó, là tất cả các ôn các quý thầy từ Nam Trung Bắc chứ không phải là một số điều cho hòa thượng là một cái từ điển sống là quý vị biết rồi đó. Cho nên cái phố số danh số gì đó ông thuộc Lào hết, thấy không? Hãy nói là thuộc Lào hết, thuộc Lào hết. Hoặc là đi tới đâu cũng như bây giờ mình đi xuống một cái tỉnh nào đó đang làm một cái đại hội để hội gì đó, tổng số kết cái số năm số tháng hoặc cái số mà tỳ kheo số tăng chúng số gì đó, thì cái đại hội đó người ta báo cáo, người ta đọc lên một lèo như vậy thì ông ngồi một chỗ là hơi ông nói là đúng hết kiểu như vậy. Thì từ kiểu gì hòa thượng từ Bắc, quý vị ở miền Trung, quý vị ở miền Nam đều tôn ngài, đều cho ngài là danh từ Phật học, nghĩa là cái cuốn từ điển sống của Phật học, quý vị biết cỡ nào rồi phải không? Đúng rồi, anh kiểu như vậy đó, không biết. Thì á, cái này là thì nói về cái sáu giới ở đây á, là địa giới nè, thủy giới nè, quả giới nè, phong giới nè, không giới và thức giới. Thì trong đây sáu giới, nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm thì đề cập là thất đại. Thì đây thì cũng là giới, cũng là sáu đại, cũng là cái nói về đại ha. Cho nên nhưng mà ở đây dùng chữ giới thì chúng ta dùng chữ giới luôn, nhưng mà nói về thì sáu giới là gì? Địa, thủy, quả, không, rồi không, rồi thức, chứ không có trong kinh Lăng Nghiêm thì là kiến nữa ha. Thì quý vị thấy nó có cái khác hơn, khác biệt. Nhưng mà chúng ta đọc gì chúng ta nhớ đó. Thì đó thì lại nữa, như thật thấy biết về sáu giới dục, sáu giới dục giới, khỏe giới ha. Cái này cái từ này hơi khó hiểu không? Có ai hiểu từ này không? Khỏe chính là sân hận, sân nhuế á. Thì cái từ này nó lạ lạ. Thì chúng ta chú giải ở dưới như là sân nhuế, như là sân, nói về sân. Rồi hại giới thì dễ rồi ha. Sức ly, vô khỏe là vô sân á, vô sân nhuế á, thì chúng ta là vô hại giới. Thì nói về cái đó. Thì lại nữa, như thật thấy biết sáu giới á, lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. Thì nói cái những danh từ không à, cái này toàn là những danh từ không, danh từ Phật học hết. Cho nên á, lại nữa, như thấy biết về bốn giới ha. Thì chúng ta thấy thay vì ngủ ấm ha, nhưng mà cái này là thọ, tưởng, hành, thức. Thì nhưng mà trong này nó liệt kê có bốn, thì cái gì thấy liên đế nhau, mà tại sao lại liệt kê như vậy? Thì chia pháp số thì chúng ta thấy. Thì lại nữa như thật thấy biết ba giới, thì dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Lại nữa, như thấy biết ba giới, sắc giới, vô sắc giới và diệt giới. Thì chúng ta thấy những cái danh từ thì lại nữa, như thấy biết ba giới quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì toàn là nói về cái chỉ về cái danh từ chữ giới thôi nha. Thì nó khác hơn những cái kinh khác. Lại nữa, như thấy biết ba giới, liệt giới, trung giới và diệu giới. Lại nữa, như thấy biết ba giới, thiện giới, bất thiện giới và vô ký giới. Thì ba cái tánh thiện ác vô ký thì nó như vậy thôi. Thì lần lượt như vậy. Lại nữa, như thấy biết ba giới, học giới và vô học và phi vô học giới. Thì chúng ta thấy thì bây giờ lần lượt liệt kê rất là nhiều, nhưng mà cái này nó không có giải thích gì hết. Nếu mà thầy đọc hết thì nó hết thời gian. Thôi quý vị về đọc. Thì có mấy cái chỗ này thì mỗi một cái như vậy, thì nó những cái chỗ này thì tóm lại vấn đề. Thì còn cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi về thiện giới xảo, thiện giới chữ thiện xảo thì chúng ta biết rồi ha. Thiện xảo thì chúng ta nói là
rất là khéo léo, nói về thiện xảo thì chỉ cho về cái mặt mà pro là thiện xảo những người đó. Rồi thế nào là thiện xảo mà tác ý thì chúng ta cộng với mà những người hướng dẫn cho người khác một cách thiện xảo, có một cái tác ý thiện xảo thì như có người đó khó độ lắm, mà chúng ta làm sao độ được người đó cũng là mật thiện xảo, mà dùng lời lẽ ngôn từ để tác ý dạy cho người đó thì cũng là thiện xảo. Thì gắn vô cái chữ thế nào gọi là thiện xảo tác ý, thì cái này nó có cái có hơi khác một chút xíu ha. Nhưng mà những cái danh từ chúng ta thấy nói đề cập đến hết, chứ không có cái nào mà khó hiểu, cái danh từ có hiểu hết. Đáp như bí sô trì kinh, hoặc thọ trì lực, hoặc thọ trì a tỳ đạt ma, thì kinh luật luận, a tỳ đạt ma là luận ha, hoặc nghe thân giáo, tức là nói về nghe vị giáo thọ của mình, nói về thầy bổn sư của mình, nói về thầy thế pháp của mình, hoặc nghe quỷ phạm, và nói thì những cái gì mà nghe đó, đúng như bây giờ mình nghe thì hoặc nghe là quỷ phạm, cũng như là vị mà a xà lê là giảng kinh thuyết pháp gì đó, thì những cái danh từ đó hoặc nghe những vị nổi tiếng nói vị tiếp nối nhau truyền thừa pháp tạng mà nói. Bây giờ hồi nào giờ mình không có nghe, giờ mình không có nghe thân giáo thọ mình, ví dụ mình đi xa mình học đạo, mình nghe một vị nào đó lên một buổi giảng cũng là cái vị đó cũng như là truyền thừa về cái pháp tạng mình nghe nói đó, thì chỉ cho những bậc giáo sư giáo thọ của mình thôi, những cái bậc này nè. Hoặc nghe bất kỳ vị như lý nào nói y chỉ tuệ do nghe, do dẫn bởi như lý như vậy, tác ý thiện xảo nơi nhãn giới cho đến ý thức giới và tư duy phi thường khổ không phi ngã vô phi ngã, tác ý thiện xảo địa giới, thì lặp lại mấy cái này, lặp lại mấy cái mà cái danh từ hồi nãy mình đọc cái phần mà giới thiện xảo đó thì nó lặp lại thôi, thì để giải thích những danh từ đó thì chúng ta thấy thì làm cho một nó nhiều quá, đọc hết này mà nó vòng vòng. Thì bây giờ chúng ta tới cái là kham nhẫn và khả lạc ha, rồi từ đó đi rồi trở lại chúng ta đọc cái phần số 10, giải thích về cái phần số 10 hoặc giảng rộng ra về phần số 10. Thì hôm nay chúng ta sẽ đọc một phần đó là số 10 thôi, còn cái số kham nhẫn và khả lạc ha, thì chúng ta kỳ sau. Thì quý vị thấy nói về 18 giới thì thường thường chúng ta học á căn trần thức, phải không? Nhưng ngược lại thì cái căn trần đó thức đó thì chúng ta nói căn là mắt tiếp xúc với thinh trần hương trần cái gì đó vị trần, nhưng mà chúng ta chỉ nói về cái dục lạc thôi à. Cũng như bây giờ hiểu về nhớ cái đó cái tiếng nghe nhìn thấy sắc rồi đam mê thì những cái đó chúng ta hiểu về cái mặt đó thôi. Nhưng về cái mặt này thì nhân cái dịp này thầy chúng tôi đề cập đến quý vị thấy cái căn tiếp xúc cái trần ha, rồi xúc giới thức là ba lớp rõ rệt. Ba lớp này mà chúng ta đã tiến bộ rồi, bây giờ mê hoặc, bây giờ chúng ta học Phật lâu rồi hương trần vị trần thinh trần sắc trần gì đó không có làm mê hoặc được chúng ta nữa vậy thì chúng ta hiểu sao về cái nhập này hiểu sao về cái nhập này, nó từng lớp đi lên. Giờ mình nói về cái nhãn nhập đi, rồi là nhãn căn trước ha. Thì nhãn căn như dùng mắt ngó hẳn, bây giờ chúng ta không có nói là có mắt ta tiếp xúc với sắc nữa, hay là cái đẹp nữa, hay là cái xấu nữa, hay là nhìn cái đẹp người ta mê nữa, bây giờ mình không có nói cái đó. Cái đó là cái lớp đầu tiên mình đã học, bây giờ bỏ qua đi, bỏ qua. Bây giờ mình học hỏi thì cái nhãn này nó như thế nào?
nó có thật hay không? Nó có thật mà để cho mình chấp nó là thật không? À, đam mê cái nhãn này không? Có tin thật là cái nhãn này nó đang tin, mình tin nó hay không? Hả? Nếu mình tin nó thì mình bị nó mê, mê hoặc. Mà nếu không tin nó đó thì mình phải khám phá nó, biết vốn nó có thật hay không. À, bây giờ đặt vấn đề nó có thật hay không, chứ không có đặt vấn đề đập vô sắc, ham sắc hay là ham gì đó nữa. Bây giờ không có nói đề cập đến đó. Ví như, thí dụ bây giờ như chúng ta dùng mắt mà ngó một chỗ ha, lâu tự mắt màu xanh mỏi mệt, phải không? Cái này là khác rồi, phải không? Bây giờ không có nói sắc trần đẹp hay xấu gì nữa hết trơn. Dùng mắt nhìn một chỗ lâu thì mắt chúng ta xanh mỏi mệt. Thì cả con mắt này ngó mãi một chỗ đó đều là tướng ngó lâu xanh ra mỏi mệt. Thì cái ấy đó đó, thì cái năng ngó lâu đó đó chúng ta gọi là cái tánh năng thấy ha. Cũng như bây giờ mình ngó lâu một chỗ đi, nó có cái khả năng nhìn thấy thì chúng ta đặt cho nó cái tên nó là cái năng thấy đi. À, thì do hai thứ vọng trần, bây giờ mắt mình chúng thấy nhìn ra, phải không? Thì có hai thứ vọng trần nó làm cho mình mê hoặc, là cái tướng sáng và cái tướng tối. Chứ không còn nhìn vô thấy bông này đẹp nữa, không? Thì đó là một cái bước kế tiếp mà chúng ta thấy rõ ràng. Sáng và tối, nếu chúng ta thấy tối thì không thấy sáng, nếu chúng ta thấy sáng thì không thấy tối, thì hiện ra cái thấy thì chúng ta thấy, cho nên mới gọi là thấy. Cũng như bây giờ chúng ta nhìn ra cái lớp học, nhờ có ánh sáng chúng ta mới thấy cái cảnh vật hay là sắc tướng đó. Nếu mà cái phòng này tối thôi thì chúng ta nhìn cái tướng tối chứ không có nhìn thấy sắc thấy trần. Thì cái tối và cái sáng đó nó đập vô cái năng thấy của con mắt, thấy không? Thì á, sanh ra gọi cho là cái thấy. À, thu nhập cái cảnh trần này gọi là cái tánh thấy, thì chúng ta đập ra cái cảnh trần này chúng ta gọi là cái tánh thấy. Cái thấy này nếu mà lìa sáng á, và lìa tối đó, vốn chẳng nó có tự thể. Bây giờ chúng ta mà thấy đó, bây giờ đó, nếu mà đó con mắt mình mà tối quá nó cũng không thấy, phải không? Mà nó sáng quá nó cũng không thấy, thì đập vô thì thấy, vốn chẳng nó có cái tự thể. À, cái thấy đó, cái tánh thấy đó vốn chẳng nó có cái tự thể. Tự thể như thế nào? Tự thể nó do con mắt hay là do tướng sáng hay là do tướng tối, vốn nó không có tự thể để chủ định rằng là nó có cái nhân để mà quyết định thấy. Nếu mà con mắt mình mà không nhờ ánh sáng thì cũng không thấy. Đó, thì chúng tôi đề cập đến như vậy thôi. Khi nào có một dịp nào nói gì duy thức á, thì mình giảng ra tại sao con mắt nó cần bao nhiêu duyên để mà nó thấy. Ví dụ là đó là một cái chuyện khác nữa. Thì hôm nay chúng ta đọc vấn đề nên biết cái năng thấy. À, cái năng thấy này chẳng từ sáng cũng chẳng từ tối mà sanh ra. À, chẳng từ con mắt mà sanh ra. Bây giờ chúng ta thấy á, thì rõ ràng ai cũng khẳng định là con mắt thấy, phải không? Nhưng thực tế nó không phải con mắt thấy. Đó. Vậy thì mình thấy rõ ràng có bốn cái đối tượng, có bốn cái đối tượng để cho mình ấy. Thứ nhất là con mắt, thứ nhì là tướng sáng, thứ ba là tướng tối, thứ tư là cái tướng hư không. Thì cũng phải nhờ có cái khoảng cách đó thì chúng ta mới. Nếu có ánh sáng mà không có khoảng cách thì chúng ta cũng không thấy. Cho nên ba cái tướng này gọi là cái tướng hư không. Thì đó, vậy thì cái tướng này từ đâu mà nó có? Vậy cái thấy này từ đâu mà nó có? Từ con mắt xanh ư? Nếu con mắt xanh thì bây giờ tối thui thì không thấy. Nếu mà tướng sáng á, phải không? Mà không có con mắt thì không thấy. Rồi giờ có con mắt chứ có tướng sáng đi, không có cái khoảng cách cũng không thấy luôn. Cho nên cái năng thấy này từ đâu mà thấy? Yeah. Thì chúng ta thấy không phải sáng cũng không phải tối, cũng chẳng từ con mắt sanh ra, cũng chẳng từ hư không mà sanh.
thành ra cái khoảng không không cũng không phải là từ cái khoảng không mà sanh ra. Tại sao? Nếu từ tổ sáng sanh ra thì khi tối á, cái tánh năng thấy này nó sẽ bị diệt. Tại nó theo cái sáng thì cái tánh nó kia nó bị diệt. Khi lẽ ra chẳng thể thấy tối. Đó. Nếu từ cái chỗ tối ra thì khi sáng á, cái năng thấy á, thì phải theo cái tối mà nó diệt. Thì rõ ràng như vậy, lẽ ra thì cái tánh thấy sáng nếu từ con mắt thì chẳng phải từ tối. Vậy thì biết cái năng thấy này vốn chẳng có tự thể, thì chúng ta thấy rõ ràng nó không có độc lập. Mà không độc lập nó không tự thể, mà không độc lập thì không thể nói là nó được. Ý hiểu cái này không? Thì quý vị thấy khác hơn cái phần mà mắt mình đập vô sắc, nó khác hơn phải không? Vậy thì mình thấy mình bước thêm một bước nữa về cái luận lý này. À, thì mình thấy rõ ràng. Vậy thì con mắt mình nó không có chủ thể, cái sáng không chủ thể, cái tối không có chủ thể, mà cái khoảng cách hư không cũng không có chủ thể, mà tách rời ra thì cái anh nào là cái anh thấy ha? Cho nên nó vốn nó không có tự thể. Nếu từ hư không ra thì nhìn ra ngoài thấy trần cảnh xoay về, thì lập luận rằng, bây giờ mình lập luận rằng ha, nếu mà từ hư không, bây giờ nếu từ sáng cũng không được, từ con mắt cũng được, từ tối cũng được, bây giờ mình lập luận từ hư không. Nếu mà hư không á thì á, mình nhìn ra ngoài thì thấy cảnh trần, thì rõ ràng cái lập luận đó cũng cho là được đi. Nhưng mà khi nhìn vô trong thì phải thấy con mắt chứ, phải không? Cái tướng hư không, tại cái thấy nó không liên quan gì đến con mắt, thì phải cái, nếu là cái năng thấy do hư không tạo ra thì nó phải thấy con mắt. Cho nên thì cái nào lập luận này cũng không đúng. Nếu từ hư không thì nhìn ra ngoài thì thấy cảnh trần, xoay vô trở lại thì thấy con mắt của chúng ta. Như hư không thì tự thấy nó có liên quan gì đến ta đâu. Nếu mà là hư không thì nó không có liên quan gì đến ta. À, vậy thì biết nhãn nhập là hư vọng. À, vốn chẳng phải tánh cái nhân duyên, cũng phải chẳng phải là có cái nhân duyên. Tức như là bây giờ thường thường mình nghe nói nhân duyên tự nhiên hay là phi nhân duyên, phi tự nhiên. Cũng như hôm trước có một cái ông cụ, ông già già đó, ông vô thì ngay cái lớp bữa đó mình cũng có học á, thì thầy cũng đang giảng cái gì đó, ông nói gì đó, trùng trùng duyên á, trùng trùng duyên khởi á. Thì tại vì thấy nó, tại không muốn làm loạn cái lớp học, thì bây giờ mình đem cái câu này trùng trùng duyên khởi ra có được không? À, cũng không được. Tại sao không được? Phải có cái nhân duyên đầu tiên thì mới trùng trùng duyên khởi được. Mà cái nhân duyên đầu tiên nó vốn nó không có thành lập thì trùng trùng duyên khởi cũng không thành lập. Ý nó là như vậy. Vì tóm lại, tại sao thầy đưa ra cái này, tại sao thầy đề cập đến cái này, thì cái bước này rất là quan trọng. Chúng ta thấy khi mới học thì chúng ta thấy nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, đẹp ham muốn, bây giờ bỏ qua cái đó, học tiến bộ rồi, cái đẹp nó không làm mê hoặc mình nữa. Vậy thì cái đúng với cái sai, hư cấu nó thể làm mê hoặc mình. Nếu mình tin con mắt mình, tôi nói mắt thấy tai tôi đi làm chứng, tôi mắt thấy tai tai nghe, thì nó phù hợp không? Thì nếu mình học Phật rồi mình cảm thấy mình đem cái này đi ra làm chứng được không? Không được rồi đó, thấy không? Thì vốn nó là vô sanh, vốn nó là không có thật thể, vốn nó là không có cái năng để tạo ra cái chánh nhân được. Thì tự nhiên để làm chi? Muốn nói là để làm gì? Để phá đi cái nhãn căn của ta tiếp xúc với pháp trần. Đó là chỉ có một lớp thôi đó. Còn cái lớp thứ nhì nữa đó ha. Tí mình đề cập đến lớp thứ nhì, thì cái này mới chỉ có một lớp thôi. Một lớp là cái nhãn này tiếp xúc với cái tướng ở bên ngoài, thấy không? Rồi xâm ra lúc mà cái lớp thứ ba đó là nhãn căn tiếp xúc với trần. Trần là sắc, thấy không? Sáng tối, thấy không? Rồi sanh ra cái thức, sanh ra cái phân biệt nè. Đó, ba lớp
Thì vì hôm nay chúng ta học lớp thứ nhì, nghĩa là lớp thứ nhất mà cũng là lớp thứ nhất nhì. Đó là một cái căn trần, một cái căn. Thì cái giờ đi qua cái căn thứ nhì thì nó cũng thế thôi, nhưng mà chúng ta lập luận cho nó khéo. Nhiều khi quý vị thấy cái này thầy đề cập nhắc nhở chút một xíu, nhiều khi những cái pháp đơn giản quý vị nói con hiểu rồi, con biết rồi. Đừng có khinh thường. Khi mình hiểu mình biết là một việc, nhưng mình thấm nhuần là một việc. Hai cái này nó khác nhau. Cũng như á, cũng nói nó ra tôi biết mà tôi diễn đạt lại tôi diễn không được, là chưa thấm nhuần. Cho nên nghe đi nghe lại, thấm nhuần để diễn đạt, thâm nhập, đó là một cái vấn đề đó. Còn tư duy tu tập hàng ngày nữa, nó là một vấn đề nữa. Nên từ giờ mình nghe cái câu này, nghe mắt này, tự nhiên mai mốt mình hết dám mà đòi chối rồi. Tôi mắt thấy tai nghe là kể như tà tiêu rồi, không có dám đòi chối rồi, phải không? Thôi ai nói gì thì nói, tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái nghiệp. Nghiệp duyên nhân nào, như thị nhân, như thị quả, khỏi cần đòi chối, không? Đó, thì bây giờ nhĩ nhập là nhĩ nhập với cái âm thanh ha. Thì ví như có người lấy hai ngón tay, quý vị học tất cả lý thú, hai ngón tay bịch lại hai cái lỗ tai. Mà nó thực tế nha, Phật pháp là diễn đạt cái thực tế, nó không có diễn đạt một cách theo tôn giáo. Tại mình hiểu theo tôn giáo thôi, thực tế Phật pháp là cái Phật cái giáo dục, cũng như là Phật giáo là Phật giáo là tôn giáo giáo dục, chứ không phải tôn giáo là một cái tôn giáo giống như các tôn giáo khác. Cho nên Phật giáo không phải là tôn giáo cũng được, là bởi vì Phật giáo là giáo dục, thấy không? Cho nên quý vị thấy tôn giáo nó có hình thành lên 6 yếu tố, nhưng mà thầy không nhớ hết. Thứ nhất là thần bí, thứ gì là quyền, pháp quyền. Thứ ba là giáo chủ, thứ tư là giống như mê tín gì đó. Dạ, đó, cái kiểu như vậy. Thì Phật giáo không có cái đó. Phật giáo không có tin vào giáo chủ, cũng như các vị đừng có tin ta, mà hãy tin chính mình. Phật dạy như vậy thì chứng tỏ là Phật ra đời, Phật phá đi 6 yếu tố của tôn giáo. Cho nên Phật giáo là giáo dục. Thì đó, bịch hai lỗ tai mình lại ha. Giờ làm thử. Thì do lỗ tai mỏi mệt, trong đầu biến ra cái tiếng động ha. Biến ra cái có tiếng. Cả hai dùng cái mỏi mệt đó đều lâu thì sanh ra cái năng nghe. Cũng như bây giờ mình bịch xong rồi cũng có cái năng nghe, nhưng mà khi bịch lâu đó thì nó sanh ra hai tướng trạng. Hai tướng trạng là gì? Động và tịnh. Thì vì thấy rõ ràng bây giờ cái nhĩ căn này nó lại lên cao hơn một chút nè. Thì chúng ta học thấy nó Phật học cao rồi, không? Phật cao là điểm nào? Điểm cái sự tu của tập của chúng ta. Bây giờ chúng ta đâu có nghe lời hay ý đẹp mê hoặc gì đâu, không có, không? Thì cái này nó cao rồi. Thì bây giờ chúng ta không đề cập đến thì sanh ra động và tịnh. Vậy thì hiện ra cái nghe. Rồi khi mà nó thu thập được cái năng nghe này, nó nghe cái cảnh trần, gọi là cái tánh năng nghe. Cái tánh nghe này không nghe động thì nghe tịnh, vốn chẳng nó có tự thể. Đã. Thì chúng ta nên biết cái nghe này chẳng động tịnh mà sanh ra, cũng như cái nghe này nó cái động đâu phải nó sanh ra, hay là cái tịnh nó sanh ra cái năng nghe này, mà vốn nếu mà lìa cái tướng động và tướng tịnh thì cái lỗ tai của ta cũng không có cái gì để mà phân biệt, cũng để mà cái nhân chính để mà nghe, phải không? Nếu mà nó hai cái tướng này rời ra thì cái lỗ tai của chúng ta cũng treo trên vách tường luôn. Tại vì nó đâu có làm việc được đâu. Tại nhớ làm việc thì nó làm việc trên cái động và cái tịnh, mà cái tướng động và tịnh mà thảy ra ngoài cái lỗ tai thì không còn cái tướng nào để mà nó dùng được hết trơn á. Cho nên á, thì vốn nó có cũng không có tự thể nữa, phải không? Tại sao
Nếu nghe từ cái chỗ tịnh mà sanh ra thì thi động. Thì khi động á, cái nghe đã theo tịnh mà đã diệt rồi. Đó, thì nó lập luận cũng giống như cái sắc con mắt chúng ta đây thôi. Đó, nếu cái chỗ động mà sanh ra thì tịnh, cái nghe này cũng theo cái động mà diệt. Rẽ ra chẳng biết được tịnh do động phân biệt, tịnh do tịnh. Cũng biết được động tịnh mà hai cái pháp đối đãi thôi. Hai cái pháp đó là pháp đối đãi thôi. Đó. Nếu từ cái chỗ lỗ tai mà lỗ tai ra thì chẳng có động tịnh vậy. Cũng như cái lỗ tai của mình á, vốn nó không sanh ra cái tướng động và cái tướng tịnh. Không? Vậy thì biết cái nghe vốn chẳng có tự tánh. Cũng như bây giờ nó không có sanh ra gì thì cái lỗ tai giống như lỗ tai chết, mà lỗ tai chết thì nó đâu có tự tánh đâu. Phải không? Nếu không có tự tánh thì nó đâu có làm việc, tại vì nó làm việc thì trên cái tướng động và tịnh. Thì từ nếu từ hư không, bây giờ mình đổ lỗi, bây giờ lỗ tai cũng vậy. Nếu mà tiếng mà nó gần quá mình có nghe được không? Bây giờ á, tiếng mà lớn quá mình có nghe được không? Thì cũng không có làm việc được. Đó, thì chúng ta thấy vậy thì cái hư không, nếu mà không có cái khoảng cách đó thì tạo ra, thì cái hư không cũng là cái nhân để tạo ra, để mà nghe cái năng nghe cho mình. Thì chứng tỏ rằng ba cái, bốn cái ha, lỗ tai, động, tịnh và hư không. Thì vốn hư không nó vốn nó không có sanh ra. Nếu đã hư không mà có cách tánh nghe thì chẳng phải là hư không. Nếu mà hư không nó có tướng mà sanh ra cái năng nghe đó thì chúng ta gọi nó là cái năng nghe, đâu gọi nó là cái tướng hư không. Thì lại hư không không tự tự nghe. Hư không vốn nó không có tự nghe, nó có liên quan gì đến cái nhập của ta? Nếu mà hư không có tướng nghe thì hư không nó không có liên quan gì đến ta. Phải biết nhĩ mà nhập á, nhĩ nhập đó, thì bây giờ mình đã phá lại vậy thì mình xét là cái nhĩ đó, tịnh đó, đậm đó và hư không đó vốn nó không có cái anh nào mà là cái chủ nhân. Thì chứng tỏ rằng đều là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. Đó, thì đúc kết thì chỉ phá cái căn với cái trần thôi. À, thì cái căn của mình đó, khi tiếp xúc bây giờ không có tác động gì tới cái trần hết á. Bây giờ cái lỗ tai của mình và cái mắt của mình đó cũng như thế. À, giờ cái tỷ cũng vậy. Thế giờ chúng ta đã phá luôn sáu căn nha. Bây giờ nói về cái tỷ thì nếu nói về cái tỷ đó là cái lỗ mũi ta, phải không? Bây giờ cái lỗ mũi của ta là cái... thì bây giờ nếu mà chúng ta lấy hai cái tay và bịt cái lỗ mũi này lại, phải không? Thì lỗ mũi có cái xúc giác không? Khi mà bịt lại rồi đó, thì bây giờ do cái xúc giác mà phân biệt thông với ghẻn nha. Một là thông, hai là ghẻn à. Thì cái tướng của nó như vậy thôi, và cái làm việc của lỗ mũi nó là như vậy thôi. Cho nên giờ cái pháp đối của nó là thông với ngãn. À, vậy thì hư thật cho đến cái mùi thơm thúi cùng cái lỗ tai có lỗ mũi, cái hít lâu mệt mỏi đều có cái tướng mỏi mệt thì sanh ra cái năng ngửi ha. Thì chúng ta gọi là xúc cái xúc về cái hương trần do hai thứ vọng hai thứ trần thâm và nghẽn hiện ra cái ngửi, thu nhập cảnh trần gọi là ngửi. Cũng như ngửi này thông với nghẽn vốn chẳng có cái tự thể, thì cái lập luận cũng giống như hai cái căn kia ha. Nhưng ví như người nghẹt cái lỗ mũi ha, bây giờ mình nói là cái mũi mũi á, mình phân biệt hay là cái năng phân biệt hay là cái năng mà ngửi được mùi. Nếu mình nghẹt mũi mình đâu có ngửi được cái gì đó, phải không? Thì cái lỗ mũi này nó cũng vô dụng,
Nếu mà nó nghẽn thì nó cũng không ngửi được, phải không? Bây giờ thông cũng không ngửi được. Nếu mà thông mà nó không có cái nghẽn thì nó cũng không có làm việc, phải không? Cũng như bây giờ cái lỗ mũi của mình mà nó thông á, giống như gió mà thổi qua một cái ống gì thôi, không phải làm việc. Nhờ nó có nghẽn nghẽn mà nó mới làm việc ha. Thì xét lại, tóm lại, xét lại, cũng do nghẽn vốn do thông, không có lỗ mũi mà phân biệt được ha. Thì cái phá cái này cũng giống như hai cái căn trên, thì chúng ta lập luận như vậy đó. Thì một cái lỗ mũi nó không phải là cái năng ngửi ha. Nếu mà nó không có nghẽn với thông á, là hai cái pháp đối đãi của lỗ mũi. Bây giờ không có phải do lỗ mũi, không do pháp nghẽn, không do pháp thông, vậy thì pháp hư không chăng? Đó, thì nó lập luận thì giống giống nhau, thì chúng ta lượt qua thì tới những cái pháp khác nó có lý thú thì thầy sẽ giảng rõ nhiều cái. Giờ cái thiệt ha, thiệt là cái lưỡi đó. Thì cái lưỡi của chúng ta đó, lưỡi nhập, nếu mà nói đủ một cái là lưỡi nhập vốn nó vô sanh, nó đúng là như vậy. Lưỡi nhập vốn vô sanh, mắt nhập vốn vô sanh, tỷ nhập thì vô sanh, ví dụ vậy đó. Thì ví như có người dùng cái lưỡi cái này hơi diễn tả, ví như có người dùng cái lưỡi liếm cái môi của ta. Bây giờ tại cái này nó thực tế, liếm mãi có cái tướng mỏi mệt ha. Thì vậy người ấy sanh ra vị đắng, thì nó làm việc nó lúc mà quá thì nó cũng sanh ra vị mà vị đắng. Người có bệnh thì có chút người có bệnh á, thì cái lưỡi của mình nó đắng, mà người không có bệnh á, thì cái lưỡi thường hay sanh ra vị ngọt. À, thì cũng như mình, cái miệng tôi nó ngọt ngọt, bữa nay tôi không được khỏe cho nên miệng tôi nó đắng thôi. À, cũng như bây giờ COVID hỏi làm sao, hỏi mất mùi vị là chứng tỏ. Thì bây giờ chúng ta thấy thì mất mùi vị, thế nhưng mà cái lưỡi nó cũng còn hoạt động mà nó tại sao nó bị thì bây giờ đó, thì cái vị ngọt và đắng đỏ ra cái lưỡi như thực hiện vốn chẳng có vị giác. Cả cái lưỡi cùng với cái mỏi mệt đó đều là cái tướng ngó lâu mỏi mệt của tánh năng xúc, xúc cái xúc vị đó, do hai thứ vọng trần ngọt và đắng hiện ra trong cái vị giác thu nhập cảnh trần, gọi là tánh nếm. Cái xúc vị tánh nếm này lìa ngọt và lìa đắng, vốn chẳng có cái tự thể. Thì cũng lập luận cũng giống như cái ba cái căn kia. Nếu biết cái biết đắng ngọt này chẳng do ngọt đắng mà sanh, chẳng này chẳng từ ngọt đắng sanh ra, hay là từ lưỡi sanh ra, cũng chẳng từ hư không ra. Tại sao nếu từ đắng sanh ra thì ngọt cái tánh ngọt nó đã diệt. Nếu mà từ tánh đắng sanh ra thì cái tánh ngọt nó trở thành diệt đó. Vậy biết vị giác vốn là tự tánh, nếu từ hư không thì hư không tự nếm chứ chẳng phải ta nếm. Nếu mà đổ thừa cho hư không thì hư không đó là cái tự nếm chứ không phải liên quan đến ta. Vậy thì có liên quan gì đến cái chỗ nhập của ta ư? Nên biết thiệt nhập là hư vọng, vốn chẳng phải là cái nhân duyên, cũng phải chẳng là tự nhiên. Đó. Thì bây giờ tại sao mình đề cập đến cái này? Thứ nhất là cái bài này nó có đề đến căn trần và thức. Nhưng mà nào giờ mình chưa có học cái này, mình chỉ học là căn trần á, nó sanh ra 18 thức, rồi nói về pháp mê hoặc đẹp xấu thơm tho để thí dụ á, thì nói về cái đó. Nhưng mà giờ cái này học để làm chi? Học để phá chấp là cái thức của cái căn của ta nó vốn nó không có thực thể. Nếu mà không thực thể thì bây giờ mình quán chiếu, nếu mà không thực thể thì lấy cái anh nào mà cho sắc là mê, lấy anh nào cho âm thanh là mê, lấy anh nào cho cái vị là mê,
lấy anh nào cho cái hương lạ mê. Thì bây giờ mình thấy không có vốn anh nào mê, tại sao mình còn mê tắm? Thì mình một ngày mình quán chiếu như vậy chưa ăn thua, hai ngày quán chiếu cũng chưa ăn thua, ba ngày nó cũng phải ăn thua chứ. Thì đó, thì cái thân nó cũng như vậy à, thì cái thân này á vốn nó hợp ly, hai cái tướng hợp ly thôi à, xúc giác và hợp ly à, thuận nghịch. Ví dụ giờ ví như có người dùng bàn tay lạnh ha, cái bàn tay lạnh tiếp xúc với bàn tay nóng. Mình có hai cái bàn tay, một bàn tay nóng và một bàn tay lạnh à, thì hai bên á bây giờ để bên nhau hay là mình nắm tay nhau à, thì cái tướng nóng, nếu mà nóng quá đó thì cái tướng lạnh nó bị hút theo, cũng như là bị mất. Mà tướng lạnh mạnh mà tướng ấm nó ít đó, thì nó bị vậy, lạnh nóng vậy vậy thế, hai cái pháp đối đãi. Vậy thì cái xúc giác của bàn tay lại nhờ à, khi bàn tay rời mới biết được cái rõ à, rõ biết. Cũng như bây giờ mình rời ra thì mình biết biết được nếu mà nóng lạnh á, cái tướng nào hơn á, thì còn lại cái tướng đó ha. Thì cái chứng đây là cái xúc giác của cái thân căn do hai thứ vọng trần hợp và ly, nó cái xúc giác với nhau thu nhập cái cảnh trần, gọi là cái xúc giác, gọi là cái tánh giác, hay gọi là lìa cái sự mà hợp ly thuận nghịch á, thì vốn nó có chẳng có cái thực thể. Cũng như bây giờ đó ha, hai nắm cái này ấm tướng lạnh ha, kể ta hợp với ly, thì á, cái khoảng cách nắm lạnh gì đó thì giống hệt cái lập luận, giống hệt như mà bốn cái tướng kia ha. Nhưng mà cái thực thể đó vốn nó không phải do cái xúc giác từ cái thân, tại vì sao nó cũng trên một thân. Thì cái tay mình cũng như tay phải và tay trái nó cùng trên một thân, mà xúc giác với nhau thì hai cái pháp mình thấy nè, hợp với ly rồi nóng với lạnh á, thuận với nghịch gì đó, lạnh với nóng á là thuận với nghịch, thì mình cái tướng nào là cái tướng xúc giác thật ha, thì vốn là nó không có cái thật thể của cái sự xúc giác, thì cái này lập luận nó giống nhau thôi. Thì ở trên cũng giống nhau, nhưng mà thầy soạn kỹ lắm, nhưng mà thầy muốn giảng cho nó nhanh qua cái này, thầy lướt qua thì giống nhau thôi nha. Thì có một cái thì á, bây giờ bước qua cái tướng thứ sáu là cái tướng ý nhập, là thức nhập á ha, ý. Thì giờ á, này mới cái giảng đơn phương thôi, là căng thôi á nha à, thì giảng đơn phương. Ví dụ có người mệt nhọc thì ngủ ha, ngủ đã bèn thức. Gặp cảnh thì nhớ, không nhớ thì quên. Phải không? Thế giờ như cảnh mộng giả dối cho người là chân thật, ấy là điên đảo à, các tướng sanh trụ dị diệt, tùy theo nhân duyên mà thay đổi từng sát na, chẳng vượt khỏi nhau. Gom sự hiểu biết trong đó thành cái tướng mỏi mệt, cũng như mình làm việc lâu tướng ngủ quên cái vụ đó thì trở thành mỏi mệt. Có lúc mình cũng mỏi mệt phải không? Vậy căng thẳng quá mình phải về cái tâm lý á ha. Cả căn cùng cái mỏi mệt đó đều là cái tướng ngó lâu mỏi mệt của cái năng phân biệt, hay là cái năng ghi nhớ, thì do hai thứ vọng trần sanh diệt nhớ quên đó, sanh diệt nhớ quên vọng khởi với pháp trần bên trong. Cũng như bây giờ ha, pháp trần bên trong thành ra cái biết của ý căn. Ý căn này giống như cái dòng nước, sự trước mắt nhờ tai mắt thấy, cũng như là nhờ cái sự trước mắt là nhờ là mấy căn ở trước của mình là tiền căn á ha, thì nhờ có hoạt động cho nên cái anh này nó mới có hoạt động, giống như cái anh này mới có nhớ. Thì bên trong thuận nghịch, cũng như bây giờ cái ý này nó có hai cái chức năng ha, hai chức năng làm việc
Thì quý vị thấy hồi nãy mình nhắc cái ngủ với thức, phải không? Thì giờ ngủ, thấy không? Thì nếu mà cái ý thức này nó hoạt động thì gọi là độc đầu ý, ý thức là một mình nó làm việc thôi. Nếu mình ngủ thì bây giờ mình nằm ngủ, thân thì nằm ngủ, ý thì cũng thấy, người ta thấy mình ngủ, nhưng mà trong cái ý thức mình hoạt động phải rõ ràng, thấy không? Trong cảnh chiêm bao, hoặc là nó không giới hạn mà nằm ở đây mà thấy đang ở Việt Nam gặp người này bắt tay người kia, thăm hỏi người này, nhớ bênh vách thức gì cũng vẫn còn nhớ, thì gọi nó là độc đầu ý, ý thức hoạt động. Nói theo cái từ mà duy thức học á, độc đầu ý thức là một mình nó hoạt động. Đó là nhắm mắt, nằm chiêm bao, phải không? Còn nếu mà nó cùng á, đồng thời ý thức mà hoạt động đó, thì nó thấy những cái cảnh sinh hoạt với cái cảnh trần, với cái ngũ căn, năm căn của chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, rồi nó sanh tâm, nó sanh cái ý thức mà hoạt động đó. Thì ví như ta đã biết cái hay biết của ý căn này, đó là thức với ngủ mà sanh ra, chẳng phải sanh diệt ra, cũng chẳng phải do ý căn sanh ra, cũng chẳng do hư không mà sanh ra. Tại sao? Nếu từ thức mà sanh ra thì khi ngủ ý căn đã theo thức mà diệt, lấy gì để biết ngủ? Và chúng ta thấy nếu mà do ngủ mà sanh ra đó, thì thức lúc mà mình thức thì cái thức đó phải theo cái ngủ mà diệt. Còn nếu mà nói về cái thức mà do mà thức mà biết thì đâu có cái thức mình đâu có biết để hoạt động được cái cảnh ngủ. Nếu từ diệt mà sanh ra thì không có ai biết cái sự sanh. Nếu từ ý căn thì chẳng có tưởng, có cái tướng thức và cái tướng ngủ. Vậy cái hay biết của ý căn đồng như hoa đốm trong hư không, vốn chẳng có tự tánh. Nếu từ hư không mà sanh ra thì hư không thì tự biết, có liên quan gì đến ta. Nên biết ý nhập là hư vọng, vốn chẳng phải là cái nhân duyên, cũng chẳng phải là tự nhiên. Thì cái lập luận này nó cũng thuyết phục được ta, hay không thấy? Nhưng mà cái cảnh mà ngủ với quên và hoạt động hàng ngày thì chúng ta thấy nó rõ ràng. Nhưng mà khi ngủ thì ngủ căn nó ngưng hoạt động, nhưng còn cái ý thức hoạt động thôi, độc đầu ý thức hoạt động. Nhưng mà thức với ngủ này, hai cái cảnh này cũng không thể nào mà sanh ra cái ý thức mà hoạt động được, như là ngủ với cái tướng mà thức. Hai cái này nó đối đãi với nhau, giống như cái cảnh tịnh và động, thì hoặc là những cái pháp đối của cái ý này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng. Thì bây giờ thi một lớp mà cao hơn đó, thì trở lại cũng là cái nhãn thức. Thì bây giờ chúng ta mới nói về căn thôi đó, thì chúng ta thấy phá đi sáu căn của chúng ta. So với chúng ta học Phật đầu tiên thì quý thầy không có nói về cái mê hoặc thôi, cái sắc, cái làm, cái pháp trần làm mê hoặc cái căn trần của ta, chứ không phải thừa nhận là cái căn trần bị mê hoặc bởi sắc. tại nó đó mà tôi phạm lỗi đối thừa không à, phải không? Bây giờ chúng ta học cái này thấy là hai cái này vốn nó không có, phải không? Chúng nó không có tự thể thì lấy cái gì để phạm lỗi ha? Thì chúng ta thấy rõ ràng về vấn đề để tìm một bước thứ nhì á, nó đi thêm, nó đi đôi với nhau nha. Thì nó đi đôi với nhau á, thì thầy giảng một căn thôi rồi tới cái trong năm sáu căn thì giảng một căn thôi, nó hết giờ rồi. Thì cái này hay lắm, có một cái mà thầy thấy rất là hay là kỳ sau chúng ta sẽ giảng một cái phần đó, rồi chúng ta đi qua thì nhắc tổng lược lại thôi. Cũng như bây giờ cái xúc, cái thân xúc, hồi nãy mình nói cái thân xúc đó là hai bàn tay,
mà giờ nói về cái thân xúc của cái thân với cái căn sắc trần, hai là cái nó khác. Nãy nói về cái thân thôi, mà giờ nói về cái thân này xúc với cái pháp trần, thì pháp trần mình từ đâu mà có? Cũng như bây giờ cái lập luận á, để phá đi cái căn nhập thức đều là ba cái, đều là không có chủ thể, phá đi cái đó ha. Bây giờ thầy còn giờ 1-5 phút cái gì thầy đã giảng cái này, thí dụ giờ mình nói sáng thức dậy phải không, cũng trên cái thân hồi nãy mình dở cái thân này, nó là nằm thức chứ ngủ, giờ cũng trên cái thân sáng thức dậy sờ ta lên đầu phải không? Vậy thì cái xúc này từ đâu nó có? Cũng như quý vị đụng thầy biết là cái xúc này quý vị đụng, nhưng mà thầy tự đụng cái đầu thầy thì cái tai do xúc mà sanh hay là đầu do xúc mà sanh? Khác à, thấy không? Thì cái này nè, vậy thì nếu mà nó có chủ thể đó thì phải có một bên, còn giống nó không có chủ thể cho nên nó không có bên nào hết. Đi đầu mà xúc như là đầu biết hay là tai? Tai biết. Thấy không, thấy nói được, nếu mà đầu và tai biết thì con người của mình có hai cái biết, hai cái năng. Đó thì thầy đề cập tới một phần kia, cho nên quý vị thấy những cái lập luận trong Phật giáo nó mất hay không? Thì chúng ta giờ thì quý vị lập bài hết rồi phải không? Làm biết là điên. Cái thầy cứ là giảng thầy vậy nó liên hệ tới cái phần mà ở trong cái trang nghiêm mà dạ Phật nói thích thích không phải có, nhưng có liên quan, tại vì nếu quý vị mà nóng học hết trong cái lăng nghiêm á, là Phật học pháp số nằm hết Phật giáo, cái giáo lý của nhà Phật nó đầy hết trong đó, chỉ cần đọc cái quyển lăng nghiêm thôi là đủ hết trong đó. Đó, nhưng mà cái đối đáp của Phật trong đó nó rất là nhiều, nó nghiêm từng bước. Dạ. Cho vì thầy thấy rõ ràng. Thì nhân cái dịp này chúng ta đề cập đến cái căn trần và 18 giới nó nằm hết trong này. Đó, mơ Phật. Chúng ta hồi hướng. Chúng ma sanh vô biên thầy ơi nguyện độ phiền não vô tận, thầy nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thầy nguyện học mà Phật đạo vô thượng, thầy nguyện thần.